các bé. Chúng ta lại đến với một câu chuyện cổ tích của Andersen mới nha. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta được mang tên Nàng công chúa và hạt đậu. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa phải hoàn thiện toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà. Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng, mưa ào ào như sói. Có tiếng gõ cửa lâu đài, lão vương thân chinh ra mở cửa. Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giày nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn diện, hoàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ thầm, được, cứ để xem. Rồi hoàng hậu vào buồn ngủ, thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới nệm giường. Sau đó, ngài đặt 20 cái đệm chồng lên trên cái nệm cũ. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa. Sáng ra, người ta hỏi thăm, đêm qua nàng ngủ có yên giấc không? Nàng mới đáp, suốt đêm tôi không chợp mắt vì nằm phải vật gì răng rắn, thâm tím cả mình mẩy. Hoàng hậu bèn đáp, công chúa ra công chúa thật. Đây chính là nàng công chúa toàn thiện, toàn mỹ. Nằm trên 20 lần đệm, nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu. Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm. Đến giờ vẫn vào xem được vì chưa có ai lấy đi cả. Chuyện của tôi kể đến đây là hết. Và tôi xin cam đoan với các bé, đó là câu chuyện có thật đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bé nha.